Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương và quý vị cùng đang theo dõi chương trình trò chuyện cùng chuyên gia. Và kính thưa tất cả quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi thực hiện chương trình đó chính là chúng ta hôn môi ăn chung liệu rằng có lây vi khuẩn HB hay không? Và để trả lời câu hỏi này thì ngay bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành, phó trưởng khoa nội tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân 115, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Thanh Ráp xin được mến chào bác sĩ Thành. Xin chào em, xin chào quý vị khán giả của Alo Bác Sĩ. Dạ thưa bác sĩ Thành, trước tiên xin phép nhờ bác sĩ có thể điểm qua các thông tin là vi khuẩn HB từ đâu mà có và xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Vi khuẩn HB thì gây bệnh như thế nào lên cơ thể mình thưa bác sĩ? Cái con vi khuẩn HB là một, phải nói nó là một cái thành tựu của y học. Dạ. Thì trước từ năm 1982 á thì nhiều người á người ta bị cái viêm dạ dày hoặc là đau dạ dày hoặc là loét dạ dày. Thì người ta nghĩ rằng là cái cơ chế là nó do cái sự mất cân bằng giữa cái sự tiết axit HCl và những cái nguyên nhân khác. Nhưng mà từ năm 1982 trở đi thì hai cái vị bác sĩ đặc biệt là ở người Úc á, là ông Warren Maxwell á, thì vị ông bác sĩ này ông đã chứng minh được rằng là có một cái con vi khuẩn nó tồn tại được ở trong một cái môi trường rất là khắc nghiệt. Yeah. Đó là cái môi trường axit ở trong cái dạ dày của chúng ta. Và chính vì vậy cái vi khuẩn Helicobacter pylori này nó đã được tìm thấy. Cho đến ngày nay thì từ năm 1982 người ta đã phát hiện ra được cái con này và có rất là nhiều các cái nghiên cứu để người ta điều trị cũng như là theo dõi cái tiến trình của cái diễn biến của cái con Helicobacter pylori để mà nó gây lên cái nhóm bệnh lý về tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày tá tràng. Cái vi khuẩn Helicobacter pylori thì cho đến bây giờ nó vẫn còn là một cái tác nhân và nó gây rất là nhiều các cái triệu chứng cũng như là các cái nhóm bệnh lý trên ống tiêu hóa, đặc biệt là trên bệnh lý dạ dày tá tràng. Dạ. Yeah. Thưa bác sĩ Thành, tình trạng nhiễm HB của nước ta hiện nay như thế nào? Cái tỷ lệ nhiễm HB phổ biến nhất là trong độ tuổi bao nhiêu thưa bác sĩ? Hiện nay thì một các cái nghiên cứu người ta báo cáo, một cái nghiên cứu gần nhất thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ nhiễm HB ở người Việt Nam mình khá là cao. Yeah. Trên 70% dân số là bị nhiễm Helicobacter pylori. Điều này có nghĩa là cứ 10 người thì khoảng 7 người là đã bị nhiễm cái con này rồi. Và nói về cái Helicobacter pylori nó lây qua cái đường tiêu hóa, cho nên là bất kể ai cũng có nguy cơ bị nhiễm Helicobacter pylori, kể cả trẻ em, trẻ sơ sinh cho đến người lớn cho đến người già đều có nguy cơ nhiễm cái con Helicobacter pylori này hết. Dạ, vậy thì con vi khuẩn này lây truyền qua những đường nào? Như cái chủ đề ngày hôm nay là nhiều người đã có hỏi là khi mà chúng ta ăn chung rồi chúng ta hôn nhau thì liệu rằng có lây nhiễm vi khuẩn HB hay không thưa bác sĩ? Chúng ta biết rằng là có ba cái con đường chính mà cái vi khuẩn Helicobacter pylori nó lây. Thứ nhất là gì? Là đường miệng miệng. Thứ hai là đường dạ dày miệng. Và thứ ba là đường phân miệng. Yeah. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta ăn uống á, thì cái một số thỉnh thoảng nó sẽ có những cái phản xạ ở tự nhiên. Và như vậy thì cái dịch dạ dày nó sẽ bị trào ngược lên và nó mang theo cái vi khuẩn Helicobacter pylori nó lên trên cái vùng miệng, vùng tuyến nước bọt của chúng ta. Như vậy thì cái nguy cơ nó sẽ lây từ miệng qua nước bọt của người này với người khác. Yeah. Thì rất là dễ xảy ra. Và đặc biệt là cái văn hóa của người Việt thì chúng ta biết rồi, trên một cùng một cái bàn ăn chúng ta hay có những cái động thái là chúng ta sẽ mời gấp thức ăn để mà mời những người này người nọ, người nhỏ sẽ mời những người lớn và ngược lại, để thể hiện cái sự lịch sự tối thiểu của chúng ta. Thì tuy nhiên cái vấn đề này khi mà chúng ta vô tình mà chúng ta không sử dụng một cái dụng cụ riêng để mà gắp những cái thực phẩm mà mời mà nếu như chúng ta dùng chính cái đũa của chúng ta ăn có nước bọt của chúng ta, nếu như chúng ta nhiễm cái con Helicobacter pylori thì cái nguy cơ lây nhiễm cho người khác là có thể xảy ra. Một trong những cái nguyên nhân mà không thể tránh khỏi đó là khi yêu nhau thì chúng ta sẽ có những cái trao cho nhau những cái nụ hôn. Thì chúng ta biết rồi, khi mà những cái nụ hôn bình thường nó hôn trên má vân vân thì chắc chắn là Helicobacter pylori sẽ không thể lây được. Tuy nhiên nếu như có những cái nụ hôn môi hôn mà có dính nước bọt thì chắc chắn là nếu như cái người bạn tình hay là người phối ngẫu mà chúng ta
có nhiễm Helicobacter pylori mà chúng ta không biết, thì chắc chắn rằng là chúng ta có thể bên cạnh những cái nụ hôn ngọt ngào đó, chúng ta cũng trao cho nhau những cái con vi khuẩn Helicobacter pylori luôn. Dạ. Ngoài ra thì người trong một gia đình nhưng mà có người nhiễm vi khuẩn HP thì họ có thể dễ dàng lây cho nhau qua những con đường nào thưa bác sĩ? Trong cùng một gia đình, nếu như chúng ta sống chung, chúng ta ăn chung, dạ, mà chúng ta không có một cái động thái riêng biệt, như là trong quá trình ăn uống, chúng ta hay sử dụng chung đũa, muỗng, đũa, nĩa trong lúc trực tiếp ăn, dạ, thì cái nguy cơ lây nhiễm Helicobacter pylori là chắc chắn có thể xảy ra. Đặc biệt là ở những cái người lớn có thể lây cho trẻ con bằng cách là một số trẻ khi mà trẻ nó biếng ăn á, yeah, chúng ta hay múc ăn thức ăn, chúng ta hay thổi, dùng những cái động tác thí dụ như chúng ta thổi cho nó nguội đi hay gì, thì vô tình cái nước bọt của mình, yeah, nó sẽ trúng vào cái đồ ăn rồi chúng ta đút cho trẻ, hoặc là chúng ta hôn trẻ mà chúng ta làm vô tình lây cái nước bọt của chúng ta cho trẻ. Thậm chí là có những cái gia đình mà đến thời điểm bây giờ, đặc biệt là ở dưới quê á, thì vẫn còn có một cái tình trạng là nhai cơm cho nó nhuyễn ra, yeah, rồi mớm cho trẻ ăn, thì đây là một trong những cái lý do mà Helicobacter pylori sẽ lây trong cùng một gia đình rất là nhiều. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. Tải ngay ứng dụng Alo Bác Sĩ để đặt lịch khám với thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Kinh Thành. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.